Xin chào quý khán thính giả đang nghe truyện trên kênh nghe đọc truyện tiên hiệp kiếm hiệp của Trần Dân trên YouTube. Hôm nay, Hoàng Vinh xin gửi đến các bạn tập 36 bộ truyện Đại Kiếp Chủ, tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ, nhóm dịch Tiêu Dao Miêu Cát. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 152: Lại thấy mèo trắng. Nào, chúng ta đi thôi. Dùng một kiếm đánh bay tiểu viên sư huynh phương nguyên gọi Lạc phi linh sau đó ánh mắt lướt qua xung quanh hắn chẳng nói gì cả chỉ liếc mắt nhìn sau khi ánh mắt hơi dừng lại trên mặt của lữ tâm giao thì xoay người rời đi phương nguyên biết lữ tâm giao vừa rồi đã dùng ngọc phù chiếu và hư không định lưu lại cảnh mình ra tay tấn công nhưng mà điều vô dụng mình dùng lôi đình phích lịch phách tuyệt cửu thiên kiếm môn kiếm đạo này đừng nói là người trong tiên môn mà ngay cả trong giới giang hồ thế tục chỉ cần giơ tay ra là túm được một đám người am hiểu nó nếu nàng ta muốn dùng kiếm đạo này để mà chứng thực thân phận của mình thì khác nào nói đùa đâu chứ mười mấy đệ tử bách qua cốc ở xung quanh mắt thấy họ rời đi nhưng mà điều ngay ra không ai dám tiến lên ngăn cản họ hoàn toàn không ngờ rằng ngay cả kỳ tài tiểu viên sư huynh người đã được đám tiền bối ca tụng là trăm năm khó gặp cũng bị thất bại mà tu di của đối thủ rõ ràng cũng không cao hơn y bao nhiêu, nhưng mà lại tỏ ra rất dễ dàng để đánh bại y. Trong trận chiến vừa rồi, thậm chí người ta còn không thèm thi triển thần thông, chỉ dùng thanh kiếm ở trong tay mà đã phá được hồng liên kiếm trận rồi. Sau khi chứng kiến cảnh đó, họ đã sinh ra một nỗi sợ hãi vô biên đối với phương nguyên, hay nói chính xác hơn là đối với nam nữ mặc áo bào xanh đeo mặt nạ khóc kia vào lúc này ai mà dám lỗ mãn đứng ra ngăn cản chứ trừ phi là lữ tâm giao đệ tử nhập thất tiên môn ra lệnh nhưng khi bọn họ nhìn về phía lữ tâm giao thì lại thấy sắc mặt của nàng ta trắng bệch đang đứng thất thần một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra mắt thấy hai người kia đã chạy thật xa nhưng mà đệ tử bách qua cốc lại không có phản ứng gì chưa gì đạo hữu bách qua cốc hai tên tặc tử kia đâu rồi Lúc đám đệ tử Bách Qua Cốc còn đang chìm trong quang mang thì từ xa gian lên một tiếng hét lớn. Trong hư không phía xa có một nhóm người chạy tới. Thì ra là truy binh của các tiên môn khác đã lên đường quay về từ sớm. Chạy một mạch cả quãng đường rốt cuộc cũng tới nơi. Họ vốn tưởng rằng Bách Hoa Cốc bất luận thế nào cũng sẽ cầm chân phương nguyên trong chốc lát đợi họ chạy tới. Nhưng mà đến nơi thì mọi người đều ngẩn cả ra. Đốc, bọn chúng đâu cả rồi bách qua cốc các ngươi nhiều người như thế mà không ngăn được hai người bọn chúng à mười mấy vị đệ tử bách qua cốc đang có mặt ai nấy đều mang vẻ mặt đưa đám người thì bị thương cũng không nhiều chỉ là hơi ngơ ngác nhưng hai đệ tử thanh dương tông kia thì không thấy mặt mũi đâu nhất thời đám truy binh vừa chạy đến đều lấy làm kinh hãi lớn tiếng quát hỏi bọn chúng bọn chúng chạy về phía đó à tiểu viên sư huynh đang ngã dưới đất lớn tiếng rống lên vừa rồi y học ra một búng máu vết thương không phải là do phương nguyên gây ra mà là pháp thuật của hắn bị phá cho nên chịu phản phé sau khi y thở lấy hơi một lúc đã hồi phục vài phần trong mắt tóe ra những tia lửa giận chỉ về phía hai người phương nguyên bỏ chạy sau đó gào lên đệ tử bách qua cốc đi theo ta bất kể thế nào cũng phải đuổi kịp bọn chúng không tiếc bất cứ giá nào phải đuổi kịp đệ tử Thanh Dương Tông. Giờ phút này, đôi mắt của y hằn cả tơ máu. Phương Nguyên, ngươi đã sĩ nhục ta quá đáng rồi. Dù vừa rồi, ngươi, ngươi thắng ta thì cũng thôi đi. Lại còn nói cửu thiên kiếm chết tiệt gì đó, tưởng rằng ta chưa từng nghe thấy cái tên bản kiếm phổ buồn cười đó hay sao chứ. Ngươi, ngươi không những muốn thắng ta mà còn muốn biêu xấu thanh danh của ta nữa. Vừa rồi, ta đã quá bốc đồng, ta phải và phải đấu với người một trận nữa. bị sự điên cuồng thúc giục, y nuốt mấy viên đan dược, cố gắng chịu đựng, tiếp tục đuổi theo phương nguyên. trong cả quá trình, lữ tâm giao không hề phản ứng gì, chỉ yên lặng theo sau mọi người. nàng ta bỗng nhiên cảm thấy chán nản với cuộc truy quét này. mau đi thôi, chắc hẳn là chân truyền của những tiên môn khác cũng đã đuổi tới nơi rồi. lúc này phương nguyên nhờ dùng một kiếm chiến thắng tiểu viên sư huynh khiến chúng đệ tử bách qua cốc hoảng sợ cũng dội vàng chạy đi thẳng về phía lãnh địa của thanh dương tông nửa giờ sau hai người đã nhìn thấy mảng ma dân đang cuồn cuộn ở phía đằng trước đen kịch đến tận chân trời nối liền một mảnh trời đất bên trong truyền ra tiếng ma rống đáng sợ chính là ma địa đang tràn đầy hắc ám ma tức đến nơi phương nguyên và lạc vi linh đáp xuống đất bên ngoài hắc ám ma tức thừa thớt Họ có thể điều khiển pháp bảo để di chuyển Nhưng lúc vào ma địa Vẫn còn ra quay Như thế thì sợ rằng chỉ có một con đường chết mà thôi Phương Nguyên sư huynh Sợ gì chứ Huynh lợi hại như vậy Sao không đánh vào cho họ tan tác tả tơi luôn Lạc Phi Linh Tỏ vẻ chưa đã ghiền Xúi dục Phương Nguyên Chiến thắng vừa rồi Thật ra là có chút may mắn đấy Phương Nguyên cười gượng một tiếng đáp Hiện giờ vết thương trong người của ta vẫn chưa lành, không thể chiến đấu quá lâu. Nếu chân truyền Bách Hoa Cốc thực sự muốn quần đấu với ta thì thắng bại chưa chắc đã biết được. Nhưng có vẻ y rất kiêu ngạo, ngay từ đầu đã thi triển thần thông mạnh nhất, cứng đối cứng với ta. Ngược lại đã cho ta một cơ hội tốt. Chỉ cần phá hủy mũi nhọn tấn công của y là có thể nắm được cơ hội đánh bại y rồi. À, Lạc Phi Linh bấy giờ mới gật đầu lia lịa. Vừa rồi, ta xem say sưa quá cho nên quên mất là huynh đang còn bị thương. Nàng vừa trò chuyện sôi nổi vừa bước lên trước. Vậy bây giờ để ta bảo vệ cho huynh. Ôi, chân của mũi còn chưa khỏi kia mà, đừng có thể hiện quá đi. Phương Nguyên hơi bất đắc dĩ, vừa rồi dùng pháp bảo phi hành, lạc phi linh rất vui vẻ, nhưng mà vừa đáp xuống, bước chân của nàng lại bắt đầu khập khiển. Con mèo trắng kia cắn chân của nàng bị thương, tuy là không độc nhưng mà rất đau đớn ngày một ngày hai không thể chữa khỏi ngay được sao chân thế nào rồi lạc phi linh tỏ vẻ không phục lần này ta đã có chuẩn bị rồi phương nguyên ngay ra chuẩn bị cái gì lạc phi linh lấy ra hai cái gậy từ trong túi càng khôn lần này ta có hai cây gậy rồi muội cứ đi theo phía sau ta ta đi trước là được rồi thở dài một tiếng phương nguyên đặt ngàn kiếm trước mặt chậm rãi tiến về phía trước. Được rồi, nhưng mà vết thương của huynh cũng chưa lành. Hay là tìm một chỗ để mà luyện quá quả châu quả này trước đi, nghe. Lạc Phi Linh đành phải gật đầu theo sau Phương Nguyên. tiếng sâu vào bên trong đã, đỡ biệt đám đệ tử tuyên môn kia đuổi theo làm phiền. Hiện giờ, hắc ám ma tức đang tập hợp ở phía trước hai người, bao phủ toàn bộ khu vực, dày đặc như sương mù, ngưng kết không tan được. Càng đi vào sâu, càng cảm thấy nồng nặc từ bên trong luôn vang lên những tiếng ma vật gào thét lúc xa lúc gần khiến cho người ta run rẩy trong lòng phương nguyên đề cao cảnh giác mắt nhìn tứ phía tai nghe tám phương lần trước lúc hắn xông ra ngoài cơ thể gần như là bị kiệt sức để lại nội thương vết thương đó bình thường không dễ phát hiện nhưng mà nếu chiến đấu lâu dài thương thế sẽ gây ảnh hưởng đến cơ thể thậm chí còn có thể chuyển biến xấu bởi vậy lúc này hắn chỉ dốc hết sức tránh các trận chiến Không những phải nhanh chóng tiến vào ma vực Mà còn phải cố gắng né đám ma vật Có thực lực mạnh mẽ Tránh vết thương phát tác trong lúc dây dưa với bọn chúng Tuy là hai người đã thận trọng tiến về phía trước Nhưng chưa được bao xa Phía trước đột nhiên gian lên một tiếng gào thét Phương Nguyên và Lạc Phi Linh kinh hãi Lúc quan sát kỹ thì đó là một con cá sấu khổng lồ đuôi ngắn cơ thể to bằng một ngọn núi nhỏ. Lúc này nó đang nằm một nửa ở trong dũng bùn đen, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Mũi không ngừng ngửi gì đó giống như đã phát hiện ra khí tức của bọn họ. Mau, đi vòng qua nó đi. Phương Nguyên quảng hốt, dội vàng thi triển tử khí lưu dân quyết, che đi khí cơ trên người cùng với lạc vi linh dòng qua bên trái. Bình thường nếu gặp phải ma vật cỡ này thì hắn chẳng hề sợ nó nhưng mà lúc này lại không muốn liều mạng với nó nhưng đi về phía bên trái chưa được mấy bước lại có một dây ma đằng chậm rãi bò ra khỏi sương đen khiến cho hai người phải lập tức dừng chân ngay phía trên gò núi bên trái có một hắc ám ma đằng đang cuộn tròn nếu không phải vương nguyên và lạc phi linh vô tình nhìn thấy xúc tu của nó mà liều lĩnh xông lên thì chắc chắn là xong đời rồi hai người lại rẽ sang bên phải thấy trước mặt có một ngọn núi nhỏ hơi đung đưa. Lúc nhìn kỹ thì thấy đó nào phải là núi mà là một con dượng khổng lồ đang kéo một gốc cây đại thụ chậm rãi đi về phía trước khí cơ hung dữ. Ôi! Sao lại xui xẻo thế này chứ? Phương Nguyên rất bất đắc dĩ dội vàng kéo Lạc Phi Linh lùi về sau. Với tình hình hiện giờ của hắn rất khó đánh chết được ba ma vật này chỉ trong thời gian ngắn. Mà nếu liều mạng thì hậu quả rất khó lường mau lên hai kẻ kia từ đây xông vào trong hắc ám ma tức chắc là bọn chúng chưa đi đâu xa đâu chúng ta mau đuổi theo nhưng nhưng bên này quá nguy hiểm liệu chúng ta cầm miệng đi nếu để cho bọn chúng chạy tới thì ta và ngươi đều là tội nhân của tiên môn đấy rất trùng hợp đúng lúc phương nguyên và lạc vi linh đang định lùi về để mà chọn đường khác thì bỗng nhiên sau lưng loãng thoáng vang lên mấy tiếng hô lớn thì ra là các đệ tử chân truyền của các đại tiên môn đã truy sát tới đây, sắc mặt hai người chợt nghiêm trọng hẳn lên. Phía trước có ma vật, phía sau có truy binh, tiến thoái lưỡng nan. Xem ra trận chiến này không thể từ chối được rồi, vẫn phải xông lên trước thôi. Phương Nguyên hít sâu một hơi, chậm rãi, ngưng tụ pháp lực, định lao vào con cá sấu kia. Nhưng đúng vào lúc ấy, đột nhiên có tiếng mèo kêu khàn khàn vang lên vương nguyên lập tức giật mình vội vàng xoay người lại hắn thấy trên một tảng đá vôi màu xanh đen to lớn có một con mèo trắng đang ngồi chồm hởm ở đó con mèo mập mạp lông trắng như tuyết trong khu vực đầy rẫy hắc ám ma tức trông vô cùng bắt mắt đôi mắt đen của nó hệt như bóng đêm vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng chính là con mèo trắng mà lần trước vương nguyên đã nhìn thấy hơn nữa nhìn kỹ lại nó cũng chính là con mèo trắng mà lạc phi linh gặp phải bởi vì trên đuôi của nó có một khúc bị cong lên. Lúc đông đưa qua lại cũng không được nhanh nhẹn lắm, rõ ràng là bị ai đó dẫm lên. Phương Nguyên không ngờ lại gặp phải con mèo trắng này, ánh mắt nhất thời cảnh giác. Con mèo kia lười biếng từ trên cao nhìn xuống đánh giá hắn. Lại là con mèo chết tiệt này. Lạc Vi Linh nhìn thấy con mèo nghệch ra một lúc, sau đó mới nổi giận đùng đùng, cầm gậy chống ở trong tay định lao tới đánh cho nó một trận. Con mèo vừa nhìn thấy Lạc Vi Linh Lông trên cổ chợt xù lên Giống hệt như một con nhím Xem ra hai bên Quá thật là kết thành mối thù sâu như biển rồi Đừng dội Con mèo này hình như rất kỳ quặc đấy Phương Nguyên đưa tay ra cản Lạc Vi Linh Ánh mắt nhìn con mèo có vẻ kinh ngạc Hắn cảm thấy lần này Con mèo xuất hiện là cố ý Không giống lúc trước Hình như là nó đang ở đây chờ mình đó Kể cả kỳ quặc thì ta cũng phải tận nó thù lần trước còn chưa báo đâu. Xem ra Lạc Vi Linh không nuốt trôi được cục tức này, trên mặt hầm hầm giận dữ, nhưng con mèo kia chỉ nhe răng nhếch miệng trừng mắt nhìn nàng, sau đó là chậm rãi nhìn sang Phương Nguyên, giống như không thèm quan tâm đến Lạc Vi Linh. Lòng trên người của nó cũng dần trở lại bình thường. Sau khi yên lặng quan sát Phương Nguyên một hồi lâu, nó đột nhiên meo một tiếng về phía hắn rồi nhảy khỏi tảng đá chậm rãi đi vào trong hắc ám ma tức. Đi vài bước, nó quay đầu nhìn Phương Nguyên, kêu thêm một tiếng nữa. Đó, nó đang gọi chúng ta đi theo đấy. Phương Nguyên thấy thế, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chương 153 Tạo hóa của tiên gia Phương Nguyên Sư Vinh, Tuyệt đối đừng có đi theo Con mèo này rất gian xảo Chỉ cần nó xuất hiện là chắc chắn có chuyện không tốt rồi lạc phi linh vừa nhìn thấy con mèo trắng kia là lập tức cảnh giác cao độ nhắc nhở phương nguyên thật sự có thứ tà đến vậy à phương nguyên cao mày âm thầm đề phòng bốn phía bản thân của hắn từng gặp con mèo này một lần quả thật là rất xui xẻo nhưng không liên quan đến nó mà là do hắn đâm đầu vào hắc ám ma triệu. đương nhiên hắn cũng mới gặp nó một lần không thể mang tính đại diện được nhưng mà lạc phi linh thì gặp nó rất nhiều lần lần nào cũng đều như vậy. Sau đó, nàng kể lại tường tận cho Phương Nguyên nghe. Lúc nàng xông ra khỏi bát quan dân đài, lần nào gặp phải nguy hiểm cũng đều nhìn thấy con mèo này ở bên cạnh thờ ơ nhìn mình. Khi ấy, nàng cho rằng chắc chắn con mèo này đã dở trò, muốn bắt nó để xem sao. Mà con mèo này thì cũng khá là tinh nghịch. Không ngờ bị Lạc Vi Linh dẫm vào đuôi, trong cơn giận nó đã cắn nàng một cái. Nhưng nghĩ kỹ lại, Phương Nguyên cảm thấy không phải nó đang hại người Chỉ kỳ quặc ở chỗ Nó sẽ trùng hợp xuất hiện vào lúc người ta gặp xui xẻo Sau đó lạnh lùng đứng nhìn Nhưng bây giờ thì khác Nó lại chủ động chào hỏi hắn Nguyên nhân là cái gì Những tiếng mèo mèo lại dàn lên Trong lúc Phương Nguyên đang thầm suy đoán Con mèo kia dường như đã sốt ruột Kêu thêm một tiếng như thể dục hắn Hình như nó thực sự gọi huynh đấy Lạc Phi Linh cũng hiếu kỳ nhìn về nó sao có cần qua đó không xem rốt cuộc nó đang che giấu bí mật gì ủa bọn bọn chúng đang ở kia phương nguyên đang do dự thì lại nghe thấy cách đó không xa vang lên tiếng hồ hắn quay đầu lại nhìn thấy có một vị đệ tử tiên môn đang đứng trên gò núi cách đó trăm trượng nhìn ra xa chỉ vào họ rồi kêu lên chẳng mấy chốc có rất nhiều tiếng hô hào của các đệ tử tiên môn bọn họ nhanh chóng đuổi về phía này đám người kia đuổi giết chúng ta thật là ăn sai đấy. Phương Nguyên cũng phải nhíu mày một cái, trong lòng đưa ra quyết định đuổi theo con mèo trắng. Con mèo thấy họ đi theo dường như có chút đắc ý, xoay người dọc thẳng về một phía. Trong khu vực quỷ quái tràn đầy sương đen, con mèo lông trắng lại vô cùng nổi bật, nó quyển chuyển nhanh nhẹn, chạy ngang, chạy dọc trong hồ ma tức. Phương Nguyên và Lạc Phi Linh bước nhanh sau lưng của nó, thấy con mèo này hết sức kỳ lạ, nó dẫn bọn họ rẽ trái, quẹo phải, đi vòng qua mười mấy con ma vật chặn đường, gần như là đi sát qua chúng, nhưng mà lại không hề kinh động đến bọn chúng. Phía sau bọn họ lại gian lên tiếng ma rống kinh thiên động địa cùng với tiếng la hét của đám đệ tử tiên môn. Hình như bọn họ không may mắn như Vương Nguyên và Lạc Phi Linh, phải giao chiến với ma vật rồi. Xong, mỗi đội đệ tử của tiên môn truy sát họ đều có hơn 10 người, nhân lên với tứ đại tiên môn cũng phải có hơn trăm người. Đám ma vật kia không thể cản đường được. Bọn họ vẫn đang tiếp tục hô hào đuổi theo, đã đến rất gần Phương Nguyên và Lạc Phi Linh. Nhưng hình như con mèo kia rất quen thuộc đường ở nơi này, hành tung thì là quỷ dị. Mỗi khi đến đường cùng, nó lại dòng sang bên cạnh, thế là lối thoát lập tức hiện ra, dẫn hai người Phương Nguyên và Lạc Phi Linh chạy đi. Kể cả đám đệ tử tiên môn truy đuổi gắt gao đằng sau, cùng với vô số ma vật lao ra chặn đường cũng không một ai có thể giữ chân được họ ngược lại họ còn thuận lợi trốn thoát dần dần tiếng chửi bới của đám đệ tử tiên môn đằng sau ngày càng nhỏ đi dường như là khoảng cách đã được kéo giãn ra xung quanh ma vật cũng thưa dần chỉ còn lại hắc ám ma tức đang mù mịt bao phủ tưởng rằng đã rơi vào đường cùng không ngờ lại có thể dễ dàng trốn thoát phương nguyên quay đầu lại nhìn cũng cảm thấy rất khó tin mà ánh mắt nhìn về phía con mèo cũng thêm có vài phần nghiêm túc xem ra con mèo này đúng là xuất hiện để mà dẫn đường cho họ thoát thân con mèo này thật là hiểu chuyện đấy mang về bắt chuột chắc là cừ lắm đây lạc phi linh cũng phấn khởi nhìn con mèo với vẻ mặt nóng lòng muốn thử phương nguyên rất bất đắc dĩ nghĩ bụng chắc chắn bây giờ chân của nàng hết đau rồi Đến một chân núi, con mèo kia kêu lên một tiếng, sau đó lại giọt đi. Phương Nguyên và Lạc Phi Linh nhanh chóng đuổi theo. Nhưng lúc vòng qua chân núi, hai người đều ngây dại, vẻ mặt vô cùng kỳ quặc, hệt như là gặp ma vậy. Nhưng trên thực tế, không phải họ nhìn thấy ma, mà là tiên. Dưới thung lũng bí ẩn trước mặt họ, lại xuất hiện tiên khí lượng lờ, giống hệt như là tiên cảnh vậy trong thung lũng là cảnh chim hót hoa thơm dưới đất tràn đầy kỳ hoa dị thảo lầu cát xa hoa thủy tạ đón gió đẹp đẽ tao nhã không nói nên lời khung cảnh tràn ngập vẻ tiên phong đạo cốt ngay cả đạo điện của thanh dương tông so ra cũng còn thua kém rất nhiều chẳng khác gì hộ nông dân chỉ có điều trong hộ ma tức cuồn cuộn ma khí thế này sao lại xuất hiện tiên cảnh đây là điều khiến cho phương nguyên và lạc vi linh cảm thấy vô cùng kỳ dị. Vừa rồi ta còn đang nghĩ sao hôm nay gió mát lại khoan khoái đến vậy, chim tước lại vui vẻ thế kia, thì ra là có khách tới à. Đúng lúc Phương Nguyên về Lạc Vi Linh trao đổi ánh mắt cho nhau, khẳng định chưa từng nghe thấy trong hồ ma tức có một nơi kỳ lạ thế này, thì nghe thấy trong tiên viện gian lên một tiếng cười to. Tiếp đó, từ trong tiên diện có một thiếu niên mặc áo đen bước nhanh ra ngoài nghênh đón. Đây là một cậu con trai, nhìn chỉ khoảng trên dưới 10 tuổi, nhưng mà phong thái bất phàm, áo bào màu đen khoác trên người có thiêu qua văn kỳ lạ. Y đi tới trước mặt Vương Nguyên, chắp tay, giái một cái thật sâu, cười nói. Không nên đón được từ xa, xin thứ tội cho. Khách sáo rồi, không biết các hạ là... Nhìn thấy người này trong lòng Phương Nguyên vô cùng kinh ngạc, cũng khẽ đáp lễ lại rồi thấp giọng hỏi. Thiếu niên kia cười đáp, không dám, ta là chủ nhân của nơi này, chuyên ở đây đợi người có duyên. Người có duyên à? Phương Nguyên nghe vậy càng khó hiểu. Lạc Phi Linh trực tiếp lên tiếng hỏi, các người đang chờ người có duyên gì? Thiếu niên kia cười đáp, có thể vào đến đây nhìn thấy tiên viện này thì đương nhiên là người có duyên rồi chúng ta được một con mèo trắng lừa tới đây đấy lạc vi linh không khỏi cau mày nói một câu thiếu niên kia không giận mà cười nói bạch công có linh tính thường xuyên dẫn những người có duyên đến đây dứt lời y hơi nghiêng người sang bên cạnh mời bất kể là có người dẫn đường hay không có thể đến được nơi này thì chính là có duyên mời hai vị phương nguyên và lạc vi linh đều cảm thấy kỳ quặc đương nhiên là không muốn tùy tiện đi vào Thiếu niên áo đen lại cười nói Hai vị đã tới nơi này Không tiến vào thì còn đi đâu được nữa chứ Phương Nguyên và Lạc Phi Linh Quay đầu lại nhìn Thấy con đường dẫn vào lúc trước đã biến mất Không thấy lối ra ở đâu Những nơi tầm mắt có thể nhìn thấy Chỉ là núi cao trải dài Miên mang vô tận Cũng không cảm nhận thấy chút hắc ám ma tức nào Dường như trong lúc vô tình Họ đã bước vào một thế giới khác Nếu đã tới đây thì cứ yên tâm mời hai người vào xem một chút. Phương Nguyên và Lạc Phi Linh liếc mắt nhìn nhau, không nói gì, chậm rãi bước về phía trước, cũng để ý quan sát hai bên. Bước qua cánh cổng rất cao, điêu khắc bằng bạch ngọc, hai người chợt ngay ra, thấy trong tiên diện mọc đầy linh dược, xanh um tươi tốt, kỳ qua dị thảo phủ kín mặt đất. Có vô số linh dược mà ngay cả ở trong hồ Ma Tức cũng hiếm khi thấy được chỉ cần liếc mắt nhìn ra xa là có thể thấy được vài loại bảo dược bắt mắt đang đón gió đung đưa, mùi thơm đặc biệt sọc vào mũi. Có thể nói, ngay cả hồng châu quả dược Lạc Vi Linh cướp cho Phương Nguyên cũng chẳng là gì so với nơi này. Sao ở đây lại có nhiều linh dược như vậy chứ? Phương Nguyên và Lạc Vi Linh đều giật mình. Trong hồ ma tức, đương nhiên cũng chẳng thiếu gì linh chu bảo dược, nếu không thì họ vào đó để làm gì? nhưng điều mấu chốt là linh chu bảo dược ở đây lại quá nhiều sinh trưởng chẳng khác nào cỏ dại cả hai vị đã có duyên tới đây thì xin cứ tự nhiên số linh dược này đều là bảo bối thực sự trong hồ ma tức vốn cũng mọc đầy linh dược nhưng mà cứ 10 năm một lần lại bị người ta vào núi hái sạch còn tiên diện của chúng ta không phải là nơi ai cũng có thể đến được dần già những kỳ hoa dị thảo này sinh trưởng ngày một nhiều nếu hai vị có hứng thú thì cứ hái thoải mái, lấy sạch cũng không sao. Thiếu niên áo đen dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của Phương Nguyên và Lạc Phi Linh, khách sáo cười nói. Là, là thật à? Lạc Phi Linh lặng lẽ bóp một lá linh dược thì thầm vào tay Phương Nguyên. Thật cũng được, giả cũng được, đều không quan trọng. Phương Nguyên khẽ lắc đầu, nói với thiếu niên áo đen. Chẳng hay chủ nhân nơi này là ai, chúng ta làm sao để ra khỏi đây chứ? thiếu niên nghe vậy cũng vô cùng kinh ngạc cười nói phương nguyên đạo hữu không hứng thú với số linh dược này sao hả các hạ biết tên ta phương nguyên nhất thời ngẩn ra sững sốt hỏi những điều ta biết có lẽ còn nhiều hơn dự đoán của hai vị đấy thiếu niên chỉ cười không đáp nhìn linh dược tràn ngập ở dưới đất nói ngũ đại tiên môn của việt quốc vào hồ ma tức này lấy danh là trảm yêu trừ ma nhưng mà thực ra là vì tài nguyên tu hành mà ở chỗ của chúng ta linh dược lại chỉ là cỏ dại phương nguyên đạo hữu có thể thoải mái hái đi với số lượng linh dược này tài nguyên của một mình đạo hữu còn nhiều hơn so với tất cả ngũ đại tiên môn cộng lại nữa phương nguyên nhíu mày nói tài nguyên chỉ cần đủ dùng là được thanh dương tông đối đãi với ta không tệ chưa bao giờ cấp thiếu tài nguyên tu hành cho ta Thấy vẻ mặt của hắn khá bình thản, thiếu niên áo đen dường như là hơi bất ngờ, cười nói: "Ta thật sự không hiểu, hình như là Đạo hữu Phương Nguyên xuất thân có chút bần hàn. Từ nhỏ đã thiếu ăn thiếu mặc, bây giờ nhìn thấy tài nguyên vô tận thế này mà biểu hiện của Đạo hữu có vẻ thờ ơ đến vậy à?" Phương Nguyên nghe xong câu ấy cũng hơi nhíu mày. Xuất thân bần hàn thì cứ phải mù quáng theo đuổi tiền tài sao? Thiếu niên cười đáp: quá nữa là như vậy đấy phương nguyên khẽ lắc đầu câu này có lẽ không sai nhưng mà nông cạn hắn dừng lại một chút mới nhẹ giọng nói tiếp trẻ con thật sự xuất thân bần hàng thứ mà chúng theo đuổi không phải là tiền tài mà là bản lĩnh có được sống an phận không thiếu niên nghe xong phương nguyên nói hơi ngẩn ra sau đó lại cười nói hay lắm tiền tài luôn có khả năng bị người khác cướp mất cũng có khả năng thua sạch chỉ có bản lĩnh là vĩnh viễn nằm trên người của mình. Dứt lời, y nhìn sang Lạc Phi Linh. Còn Phi Linh thiên tử thì sao? Dường như cô cũng không động lòng lắm trước số Linh Chu bảo dược bao la này. Lạc Phi Linh biểu môi, tài nguyên của ta vốn đã nhiều hơn đệ tử ngũ đại tiên môn cộng lại rồi. Thiếu niên áo đen ngẩn ra, Phương Nguyên ôi lên một tiếng. Chương 154 Một Giấc Mộng xin mời hai vị vào trong câu trả lời của lạc phi linh khiến cho phương nguyên và thiếu niên áo đen kia cạn lời không biết có phải nàng đang khoác lác hay không nhưng mà nhìn thái độ của nàng quả thật là không hứng thú lắm với số linh dược này thiếu niên áo đen thấy không cần nhiều lời thêm nữa tiếp tục mời hai người đi vào chỉ thấy dọc đường như là tiên cảnh mây tía bồng bềnh quả nhiên là bình thường khó gặp được bất kể nhìn từ phương diện nào cũng thấy đây là một đình diện tiên gia thật sự chỉ có một điều khiến cho người ta khó hiểu là vì sao nơi này lại xuất hiện đình diện như thế đây chính là luyện đan phường bên trong cất giữ vô số tiên dược bảo đan còn nơi này là linh tinh phường chủ nhân nhà ta để một linh mạch ở đây linh tinh có thể nói là lấy không bao giờ hết dọc theo đường đi thiếu niên áo đen không ngừng giới thiệu cho phương nguyên và lạc phi linh cả vô tình lẫn hữu ý mà phô bày ra hết mọi sự xa qua. Nhưng mà hai người kia lại rất kềm chế, chỉ nghe những lời giới thiệu đó thôi chứ không hề để tâm nhiều. Thiếu niên áo đen thấy phản ứng của họ cũng không nói thêm nữa, dẫn thẳng vào bên trong. Chẳng mấy chốc, họ đã đến trước một bệ đá. Trên bệ đá cắm vô số binh khí pháp bảo, từng món bảo bối tỏa ra ánh hào quang rực rỡ muôn màu. Không nói hết được sự quý giá, linh quy dao động hoặc nhìn món nào món nấy đều là vật bất phàm thậm chí có một vài món bất kể nhìn thế nào cũng thấy giống tiên bảo cực phẩm gian danh cửu châu trong truyền thuyết ôi những thứ này đều là pháp bảo do chủ nhân của nhà ta lúc trước tiện tay sưu tập về đấy mời hai vị xem thiếu niên mỉm cười tiện tay nhấc một món lên giống đau mà không phải đau giống kiếm mà không phải kiếm cả vật thể đen tuyền bỗng loáng Y giờ nó về phía hai người Phương Nguyên và Lạc Phi Linh giới thiệu. Thanh kiếm này chính là thiết ngục trấn u kiếm. Ba ngàn năm trước đã từng gian danh cửu châu, bên trong chứa ngàn dạng ma linh. Từng có tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh dùng kiếm này chém ra, mượn sức mạnh của ngàn dạng ma linh quỷ diệt một tiên môn xa xưa. Phương Nguyên và Lạc Phi Linh chỉ liếc mắt nhìn nhau, không ai nói gì. Thiếu niên áo đen thấy thế lại rút ra một lá cờ màu tím cười nói. Còn món này chính là cờ nhật nguyệt phi tinh, có thể thông tới chốn u minh, rất nhiều công dụng tuyệt diệu. Thậm chí còn có lời đồn, nếu đủ tu vi có thể mượn lá cờ này để ra lệnh cho mặt trăng mặt trời và các ngôi sao. Dứt lời, y lại sách một ngọn đèn có kiểu dáng cổ xưa lên. Còn đây là đèn thông minh bảo, có thể hiệu triệu quỷ thần. Phương Nguyên nhìn không được ngắt lời thiếu niên áo đen khẽ nói. Không phải là các hạ định dẫn chúng ta đến chỗ chủ nhân của nơi này sao? Thiếu niên nghe thấy cười nói. Nếu hai vị vừa ý pháp bảo nào ở trong đây thì có thể thoải mái lấy. Lạc Phi Linh sốt ruột kêu lên. Ô này, người mau dẫn đường đi. Thiếu niên áo đen dường như hết chỗ nói, một lát sau mới lên tiếng. Những pháp bảo này đều vô giá, dạng dặm cũng không có lấy một món, trên đời này cũng không tìm được mấy món ta có ý để hai vị chọn mấy thứ mà làm quà vì sao phương nguyên đạo hữu và phi linh tiên tử đều như vậy cả phương nguyên nói pháp bảo vốn là vật ngoài thân tu vi mới là con đường đúng đắn nếu tu vi của ta không đủ thì có những pháp bảo này cũng vô dụng thôi thiếu niên áo đen im bặt một lát quay sang nói với lạc phi linh còn phi linh tiên tử thì sao Lạc Phi Linh liếc mắt nhìn đống pháp bảo kia mấy lần, lắc đầu nói: "Ta có thứ tốt hơn rồi." Thiếu niên chẳng còn gì để nói, một lúc sau đành phải mời: "Vậy xin hai vị theo ta." "Đi đâu?" Lạc Phi Linh không nhìn được lên tiếng, vẫn muốn tiếp tục khoe giàu à? Thiếu niên áo đen bất đắc dĩ trả lời: "Ta dẫn hai người đến gặp chủ nhân nhà ta." "Họ đi tiếp vào bên trong." lần này thiếu niên áo đen không nói gì thêm nữa chỉ dẫn đường đến một tiên điện phía trước tiên điện này được xây dựng vô cùng nguy nga tọa lạc giữa lưng chừng núi giống như là nằm giữa trời và đất khiến cho người ta chỉ cần nhìn lên đã sinh ra lòng kính nể sau khi tới trước tiên điện thiếu niên áo đen dừng bước quay đầu thở dài nói với phương nguyên và lạc vi linh ba ngàn năm qua người cố ý hay là vô tình xông vào đây đều nhiều không đếm xuể nhưng có thể thực sự tới được đại điện gặp gỡ chủ nhân nhà ta thì không nhiều lắm. Hai vị quả nhiên đều là người phi phạm, có đủ tư cách gặp chủ nhân nhà ta. Phương Nguyên và Lạc Phi Linh nghe thấy vậy, vẻ mặt lập tức nghiêm nghị hẳn lên, chậm rãi theo y đi về phía trước. Vừa rồi được con mèo trắng kia dẫn đường lại tới một nơi kỳ quặc thế này, trong lòng của hai người đều vô cùng kinh ngạc, cũng rất muốn biết là rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì tiên diện này là nơi nào bây giờ cuối cùng cũng được diện kiến chủ nhân nơi này tâm lý của hai người không khỏi nghiêm túc tựa như là mọi nghi hoặc và bí ẩn đều đã đến lúc được giải đáp rồi mời thiếu niên áo đen chậm rãi đẩy cổng chính của tiên điện ra trăm giọng nói một chữ phương nguyên và lạc phi linh liếc mắt nhìn nhau biết là không tránh được bèn dứt khoát đi thẳng vào trong lúc họ bước vào tiên điện thì một cơn cuồng phong gào thét quét ngang tất cả. Phương Nguyên không đứng vững nổi, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong lòng hốt hoảng, cả người như một con diều giấy bị gió thổi bay pháp phới, chẳng biết dạt đến phương nào. Không nhi! Trong lúc còn đang ngơ ngác, hắn nghe thấy có người gọi một cái tên, dường như là đang gọi mình. Sau đó, hắn nhìn thấy mình lão đảo chạy về phía trước, chẳng biết đã biến thành một trẻ con từ bao giờ đang chạy trong sân nhà, phía cuối khoảng sân là tiểu diện của mẹ hắn. Hắn thấy mẹ mình hiền từ dịu dàng, động lòng người, đang mỉm cười dẫy tay với hắn. Trong chiếc khăn tay kia có lẽ đang bọc kẹo hoa quế, hoặc là mấy viên kẹo hồ lô lóng lánh mật đường ngọt rơi răng. Nhưng khi hắn chạy đến trước phòng mẹ, đẩy cửa ra, thì lại chỉ thấy một bóng người áo trắng đang treo mình trên xà nhà. Người mẹ từ trước đến nay luôn dịu dàng xinh đẹp, giờ mặt mũi lại tím tái, lưỡi thè dài, tà áo bị gió thổi, khe khẽ chạm vào mặt hắn. Tiện nhân, muốn chết sao? Không nhảy sông mà tự giận đi, lại làm ô uế tiểu viện đẹp đẽ này chứ. Mẹ hắn đã chết, nhưng mà nhị nương của hắn vẫn còn đang cất giọng the thé, sĩ giả bà. Ngay cả cha hắn cũng chỉ liếc mắt nhìn, rồi cho người vội vàng đỡ mẹ của hắn xuống, làm lễ tang qua loa xong là kéo đi chôn. Sau đó, nhị nương của hắn trở thành mẹ hắn và là chủ nhân của gia đình này. Đó cũng là thời điểm bắt đầu cuộc sống như ác mộng của hắn. Mà lúc ấy, hắn còn hoàn toàn chưa biết gì. Đường đường là một đại thiếu gia nhà họ lộ. Vậy mà từ đó về sau, hắn sống không bằng heo chó. Hắn bị em trai của mình bắt nạt, bị đám tôi tớ nha hoàng lừa bịp, mùa đông lạnh giá chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh, lúc luyện chữ bàn tay lạnh buốt đến tấy đỏ, vì tay run mà chữ của hắn viết không được đẹp, lúc giao bài cho cha lại làm cho cha nổi giận, cho rằng hắn không chăm chỉ học hành, bèn treo hắn lên đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. trong cuộc sống như thế, hắn dần ít nói đi. hắn biết nhị nương chỉ ước gì hắn chết đi, bởi vì chỉ khi nào hắn nhường chỗ thì con trai của mụ ta cũng chính là em trai của hắn mới có thể thừa kế gia sản. thế là hắn quyết định từ bỏ gia sản một mình trốn đi. nhưng trên đường hắn là bị tên đầy tớ độc ác do nhị nương phái đi bắt được ném xuống sông. nước sông lạnh lẽo làm cho hắn hôn mê. nhưng mà mạng hắn vẫn chưa tận. hắn được một đạo nhân tha phương cứu lấy. sau đó hắn đi theo vị đạo nhân ấy bôn ba tử xứ trở thành trợ thủ nhỏ giúp lão ta lừa đảo để kiếm tiền bắt đầu quãng đời thứ hai người kia là một đạo nhân giả chỉ biết dùng mấy phương thuốc dân gian dựa vào cái miệng dẻo để mà lừa gạt tiền tài của người ta trên thế gian này cũng không nhiều kẻ ngu si cho lắm lừa chẳng được bao nhiêu tiền bởi vậy khi đạo nhân không lừa được ai thì hắn sẽ bị ăn đòn ăn chửi làm nơi cho người ta trút giận nhưng hắn vẫn cố nhẫn nhịn bởi vì thiên hạ bao la ngoại trừ đạo nhân này hắn chẳng biết mình có thể theo ai được nữa cũng không biết nên đi đâu nhưng đúng như dự đoán đạo nhân giả này lại có một quyển đạo thư thật bên trong ghi chép pháp môn đã tòa thổ khí chỉ có điều đạo nhân này quá ngu xuẩn xem không hiểu song hắn thì lại có thể hiểu rất rõ ràng nội dung quyển đạo thư ấy thế là ban đêm hắn liền lặng lẽ đã tọa dần dần trên người của hắn có tu vi lúc đạo nhân đánh chửi hắn hắn có thể chống đỡ được khi gậy gọc quật vào người, pháp lực trong cơ thể của hắn có thể triệt tiêu được lực đánh. Cuộc sống dường như không còn khổ sở nữa, thậm chí có thể nói là tốt lên từng ngày. Nhưng vào một buổi đêm, hắn nghe thấy đạo nhân nói chuyện với một người môi giới. Thì ra gần đây, lão ta lừa được một quý nhân, biết mình gây họa mới định chạy thoát thân, xong lại không có tiền lộ phí cho nên muốn bán hắn vào trong một quán Nam Phong lấy ít tiền tiêu pha dọc đường. Sau khi cò kè mặc cả với người môi giới hồi lâu, cuối cùng thì đạo nhân bán hắn với cái giá 100 đồng, còn không bằng giá bán một con bò. Khi người môi giới dẫn mấy hắn tử hung dữ tới bắt hắn, thì hắn không còn nhịn được nữa. Dựa vào cái gì mà giá của ta không bằng một con bò chứ? Hắn ra tay phản kháng. Nếu không phản kháng thì hắn cũng không biết thì ra mình có bản lĩnh đến vậy, thì ra những người đứng trước mặt của hắn đều yếu ớt làm sao. Sau khi giết mấy hắn tử, giết người môi giới, hắn xong vào phòng đạo nhân, bóp chết lão ta, treo lên xà nhà. Ồ, hóa ra ta lại mạnh đến vậy ư? Thì ra những kẻ này lại yếu ớt đến đáng thương. Thì ra pháp thuật ghi chép trong quyển đạo thư kia vô cùng lợi hại. Hắn bật cười sằng sặc trong đêm mưa tầm tã, cười xong rồi lại khóc rống lên sau đó hắn trở về nhà. Người nhà nhìn thấy hắn về vừa mừng vừa sợ. Người sợ là nhị nương mà người mừng là cha hắn. Còn người hải hùng nhất chính là tên đệ tớ ác độc đã ném hắn xuống sông kia. Nhưng về đến nhà, hắn không có thời gian phân bua những việc đó trực tiếp ra tay giết người. Nhị nương đương nhiên là phải chết. Mụ đàn bà ác độc này đã ép chết mẹ của hắn. Thế là hắn uống sạch máu của mụ. Con trai của nhị nương đương nhiên phải chết. Cái tên béo múp này khiến cho người ta chán ghét nhất, hắn cho chó dữ cắn chết nó. Lũ nha hoàng đầy tớ độc ác đương nhiên là phải chết, kẻ dưới dám mạo phạm chủ nhân, tội không thể tha, tất cả đều bị thiêu chết. Sau đó, hắn nhìn về phía cha mình, Ông ta gầm lên một tiếng, lao về phía hắn, trong tay còn cầm một thanh kiếm. Vậy thì ông cũng phải chết, ai bảo ông bị người ta che mờ mắt. Ai bảo ông không có một đôi mắt sáng Thế là cả gia đình kia Quá thành tro tàn trong ngọn lửa hừng hực Mà hắn cũng bỏ đi Không quay đầu lại Giờ phút này trong lòng của hắn Chỉ có cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có Ngay cả các ngôi sao Ở trên bầu trời Cũng sáng rực rỡ đến vậy Chương 155 Chớp mắt qua nhất mộng kinh niên Trong lúc ngơ ngơ ngát ngát Phương Nguyên hay phải nói là người trong giấc mơ kia đã tiến vào một tiên môn xưa cũ ở nơi đó hắn bắt đầu tu hành thật sự hiểu rõ tầm quan trọng của sức mạnh phải vượt xa những người khác trên mặt công phu trong thiên môn dĩ nhiên hắn cũng gặp phải chút chuyện không vui nhưng mà so với những gì mà trải qua trước kia thì chẳng thấm vào đâu cả hắn trở nên im lặng cũng ngày càng hung ác hơn với ai hắn cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười nhưng mà trong lòng luôn ôm tâm lý phòng bị đối phương hắn cũng không ngại đâm đối phương một đao. Chỉ cần có thể thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, lấy được công pháp và bảo pháp mạnh mẽ hơn, hắn cũng sẽ dùng tất cả thủ đoạn để mà đạt được điều đó. Chỉ cần bản thân có thể trở nên mạnh hơn, hắn sẽ không sợ hãi cái gì cả. Sống ung dung, qua mấy trăm năm, Phương Nguyên đã trở thành một tu sĩ cảnh giới kim đan, nức tiếng một phương, đồng thời có một đạo lữ dịu dàng. Trở thành một đại tu sĩ khiến cho người người hâm mộ nhưng mà ông trời luôn luôn bất công thế đấy tu vi của hắn xuất hiện vấn đề hắn tẩu quả nhập ma sau đó tình cảnh đều thay đổi hết hắn khô héo dần trong thạch thất chẳng đi đâu được cả muốn nhúc nhích tí tì cũng không có biện pháp tất cả mọi người đều đang chờ hắn chết nhưng mà hết lần này đến lần khác hắn chẳng chết nổi cho người ta vui phương nguyên cứ ở trong trạng thái đó sống qua một trăm năm cầm cự chút hơi thở còn sót lại để cho người ta thấy hắn không cam lòng. Nhưng Phương Nguyên không chịu chết, người khác không chờ đợi được. Lúc Đồng Nhi đưa hắn ra ngoài phơi nắng, như thể trượt tay, hắn bị đẩy xuống đáy vực sâu. Nơi đó là Tứ Ma Nhai. Phía dưới có vô số yêu thú, bất kể ai ngã xuống dưới đều không nhận được kết cục nào tốt đẹp cả. Huống chi là loại già dạ yếu, thân thể tàn tạ, không động đậy được như hắn nhưng mà hết lần này đến lần khác Phương Nguyên vẫn sống sót số của hắn rất may phản phất vào thời khắc sống chết cơ thể xác thịt của hắn xảy ra chút biến hóa hắn cử động được thế là Phương Nguyên như một con giả thú lao vào cắn xé diều thú cắn chết những con có ý đồ ăn thịt hắn cũng ăn thịt uống máu chúng để mà tiếp tục sống sót điểm quan trọng nhất chính là hắn thế mà đạt được truyền thừa tiên gia thượng cổ ở đây giải quyết được vấn đề tẩu quả nhập ma của mình không những khôi phục lại tu vi mà còn kết thành nguyên anh trong lần đó luôn thế là phương nguyên nhảy lên tứ mà nhài trở về tiên môn của mình sau đó phương nguyên phát hiện ra đạo lữ của hắn chính là người đứng sau màn thao túng tất cả nguyên nhân rất đơn giản nàng không muốn tiếp tục phí hoài tuổi xuân chỉ để chăm sóc cho một người tàn phế như hắn nàng và đại đệ tử của hắn thế là hắn bèn treo cả đạo lữ và đại đệ tử của mình lên tiên môn hốt hoảng thi nhau chạy đến quyền can cho rằng hắn không nên hành động vậy làm trái với phong thái tiên gia hắn nhìn những khuôn mặt giả nhân giả nghĩa kia và hỏi lúc trước ta biến thành kẻ tàn phế bị người ta hãm hại thì các ngươi ở đâu cơn giận khó mà nguôi ngoai hắn cắt đứt với tiên môn sau đó dưới cơn nóng giận ra tay đánh đám trưởng bối sau đó phương nguyên mới phát hiện hóa ra là bọn họ nhỏ yếu như thế đấy hắn mượn quy thế của cảnh giới nguyên anh trực tiếp quỷ cả tiên môn và giết sạch bách những người ở đó bắt đầu có cao thủ tiên đạo đuổi giết hắn chỉ trích hắn là ma đầu thế là hắn giết sạch tất cả những tên đó trong quá trình này hắn chợt phát hiện hóa ra bản thân của mình mạnh đến thế vậy sao hắn không chinh chiến thiên hạ sau đó hắn bắt đầu chinh phục cường giả khắp nơi tự xây dựng đạo thống và tranh đấu với những kẻ địch mạnh. Hắn phát hiện mình càng chiến càng mạnh, càng chiến càng hận. Hắn hận tất cả những người cản trở trước mặt mình, hắn giết sạch tất cả, đạo thống cũng bị quỷ diệt, luyện quá hài cốt và phong ấn thần hồn của những kẻ dám đối địch với mình, khiến cho bọn họ phải vĩnh viễn quỳ gối trước mặt hắn. Hắn giết ngũ đại trưởng đạo, hắn giết thập đại ma tướng, hắn thu phục thập địa thần ma hắn ám sát đạo chủ của hỗn lăng đạo đánh cắp thành quả tu đạo của đối phương cuối cùng hắn từng bước từng bước một dần dần đi đến đỉnh cao thế giới trở thành một trong những kẻ hùng mạnh nhất thế gian giữa đất trời cao rộng chẳng ai có thể tùy tiện uy hiếp được hắn mà tu vi của hắn cũng đạt tới cảnh giới trước nay chưa từng có hắn chạm tới tiên đạo như ẩn như hiện cũng tìm ra đại đạo trong lòng mình từ đó trở đi hắn đổi thành đạo thành không. Bởi vì hắn thấy kết cục cuối cùng của tất cả đại đạo đều là không. Chỉ có đại đạo thành không, tất cả những thứ này mới có một kết cục bình yên. Hắn cảm thấy vào lúc mình từ điểm đầu đại đạo đi đến cuối con đường, sở cầu một đời của chính mình rốt cuộc cũng có kết quả. Sau đó kiếp nạn lớn ập xuống, một trận đại kiếp cách 3.000 năm mới xuất hiện rốt cuộc cũng đến. Hắn đón lấy hắc ám ma tức từ trên trời giáng xuống hắn mang theo lực lượng tiên đạo che kín cả bầu trời ngươi là ai hắn mơ hồ nghe thấy trên chính tầng mây vô tận có một ý chí đang hỏi hắn lớn tiếng ta chính là đạo thành không chí tôn tiếng nói kia lại vang lên một lần nữa ngươi là ai hắn la tò đáp lại ta chính là tiên dương chí tôn đạo thành không coi trời bằng dung nhưng tiếng nói kia vẫn cứ lặp lại câu hỏi Ngươi là ai? Phương Nguyên đột nhiên ngộ ra Tiếng nói kia đã hỏi mình Hắn tự hỏi mình là ai? Sâu trong lòng của hắn Có vô số tiếng ý chí đang nói Ta chính là Đạo Thành Không Ta là Đạo Thành Không Ta là thiếu gia lộ gia nghèo túng Ta là Đạo Thành Không chung vùi hết thảy Phương Nguyên ngẫm nghĩ Cảm giác chỉ cần mình hô lên câu kia đại kiếp này sẽ không còn đáng sợ thế nữa. Hắn có thể chiến thắng đại kiếp. Hắn có thể đạt được hết thảy, nhận lấy tích lũy nghìn năm. Từ đây, hắn lại có thể tiêu giao chân trời gốc bể, vượt lên chúng sinh, không có bất kỳ đối thủ nào. Cũng chẳng có lấy một trói buộc, chỉ có tiêu giao vô tận đang chờ đợi mình. Phương Nguyên cực kỳ muốn hét lên câu đó, nhưng mà cả người của hắn cứ như thể bị tiếng nói kia cắn nuốt. Nhưng cũng trong khoảnh khắc, gần như là hắn mất đi tất cả ý chí và sắp hô lên câu hắn mong muốn, phần ấn đường đột nhiên nóng lên. Nơi đó từng là phù triện dân trưởng lão điểm lên ấn đường của hắn, nó tựa hồ cảm nhận được cái gì đó. Cũng chính phù triện này đã khơi dậy đạo linh thức cuối cùng của Phương Nguyên. Rốt cuộc hắn vẫn nhịn được, không hô lên, sau đó liều mạng muốn thoát khỏi giấc mơ này. Cảnh tượng dần dần thay đổi, Phương Nguyên phát hiện trước mắt không còn hắc ám ma tức gì cả, hắn chỉ cảm thấy mình đang ở trong một tiên điện, bước một chân qua cánh cửa, chân chưa chạm đất đã thấy phía đối diện, cũng chính là ở giữa tiên điện có một dương tọa màu đen thuần sắc. Trên dương tọa có một nam tử mặc áo bào tím đang ngồi ngay ngắn ở đó, hắn cũng đang nhìn về phía này. Trên người của hắn không có chút hơi thở sự sống như thể đã chết rất nhiều năm về trước, nhưng mà đôi mắt trống rỗng kia vẫn nhìn thẳng về đây. Vừa nãy mình mới rơi vào trong một giấc mộng mà Phương Nguyên đặt chân xuống đất Trong lòng cảm thấy mờ mịt không thôi Hắn ở trong giấc mộng kia trải qua nghìn năm cuộc đời Nhìn thấy đủ chuyện bãi bể quá nương dầu Trải nghiệm cuộc sống muôn màu muôn vẻ Nhưng trên thực tế hết thảy chỉ diễn ra trong khoảnh khắc Hắn muốn nhấc chân bước qua cửa Hắn nằm mơ sao Phương Nguyên nhìn nam tử mặc áo bào tím kia Rồi đột nhiên nghĩ đến lai lịch của hắn đó chính là đạo thành không Là mình ở trong giấc mơ Hắn vừa nằm mơ Mơ mình là đạo thành không Phương Nguyên lại đưa mắt nhìn xung quanh dương tọa Thấy có một lượt bóng đen đang quỵ Từng người bị trói ngược hai tay cúi đầu quay về phía dương tọa Những người này có khoảng mười mấy vị Ai nấy đều mặc trang phục cổ xưa Khí thế bất phạm Nhìn giống như một nhân vật lớn trấn thủ một phương Phương Nguyên bỗng nghĩ tới một chuyện đây không phải là giả tất cả đám người đó đều là đối thủ bị đạo thành không biến thành con rối trong giấc mơ hắn vốn cho rằng kia là hư ảo lại không ngờ những con rối kia vẫn ở đây bọn họ quỳ bên cạnh đạo thành không giờ đã trôi qua vạn năm mà đạo thành không vẫn giữ bọn họ ở bên người điều càng khiến cho người ta ngạc nhiên chính là phương nguyên rõ ràng cảm giác được những người quỳ gối xung quanh kia tự hồ không cam lòng tiếp tục chịu nhục như vậy. Lúc nào cũng có quán khí lượng lờ. Từng đạo quán khí tích dần tích mòn theo năm tháng, nặng đến độ khiến cho người kinh hãi. Thế nhưng, nam tử ngồi trên dương tọa, cũng đồng thời phóng ra một cổ khí thế ngang tàn, áp chết chúng xích sao. Đại đạo thành không, hận ý vĩnh tồn. Lớn đạo thành không, hận ý vĩnh tồn. Ngay cả quán khí của bọn họ hắn cũng chẳng chịu thả đi, vẫn muốn bọn họ tiếp tục khuất phục mình. Xem ra chủ nhân nhà ta rất hài lòng về ngươi. Bên cạnh Phương Nguyên, đột nhiên dàn lên tiếng nói, tùy tùng áo đen liếc nhìn hắn và ánh mắt thản nhiên. Chủ nhân nhà ngươi chính là hắn à? Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía nam tử áo tím, trong tim mơ hồ có chút rét lạnh. Người hầu áo đen thản nhiên nói, Dạng năm trước lão nhân gia vì chống lại đại kiếp cho nên vẫn lạc nhưng một ngụm tiên khí bất diệt ngài vẫn ở đây chờ đợi người hữu duyên đến truyền thừa y bác của mình sau đó thay lão nhân gia lên chính tầng mây tái chiến ngươi gọi bọn ta tới đây rốt cuộc là vì lý do gì lạc phi linh đứng sau lưng phương nguyên lúc này mới ngẩng đầu lên tập trung đặt câu hỏi trên mặt vẫn lộ ra chút vẻ lờ mờ khó hiểu Vừa nãy ta đã nói rồi Chủ nhân nhà ta ở đây Là vì chờ truyền nhân của mình Truyền thừa tiên đạo của ngài Tương lai sẽ trở về chính tầng mây Đánh một trận Ta ở đây chờ các ngươi Dĩ nhiên cũng vì thay ngài mà tìm truyền nhân thích hợp Người hầu áo đen chậm rãi nói vẻ mặt có chút không tầm thường Ngươi nói truyền nhân là Phương Nguyên hít vào một hơi thật sâu Chậm rãi nói Người đó chính là ngươi người hầu áo đen xoay người sang thản nhiên nhìn phương nguyên giọng nói có chút mơ hồ không rõ nhưng mà lại rõ ràng kích động biển ý thức của hắn chủ nhân nhà ta đợi ở đây đã dạng năm rồi trong thời gian đó có không ít người xuất hiện tiếc rằng bọn họ đều không thích hợp thậm chí ta cũng bắt đầu cảm thấy có lẽ hậu bối vô năng không có ai đủ tư cách kế thừa tiên đạo của chủ nhân nhà ta nhưng lại chẳng ngờ loại người có tính tình kiêu ngạo như Bạch Công lại chỉ điểm cho hai người tới đây tìm đến tạo hóa của chủ nhân ta. Phương Nguyên, nếu ngươi đã được Bạch Công công nhận thì chứng tỏ căn cơ không tầm thường. Có thể tiến vào đây đã xem như là hữu duyên rồi. Thấy Linh Chu Bảo Dược mà không động lòng, thấy đủ loại pháp bảo mà biết khắc chế. Đã nói rõ đạo tâm của người kiên định. Điều quan trọng nhất chính là ngươi có thể tiến vào giấc mộng của chủ nhân nhà ta tức là đã được ngài công nhận người hầu áo đen nói mà như không nói một đạo thần niệm truyền vào trong biển ý thức của phương nguyên phương nguyên ngươi là một người kế thừa vô cùng thích hợp chỉ cần ngươi đồng ý là có thể thừa hưởng tiên đạo của chủ nhân ta kết thừa toàn bộ chỗ này từ tài nguyên linh mạch đất đai kẻ địch mạnh kẻ thù hung hãn tất cả long đông lận đận trên con đường tu hành chỉ cần ở dưới sự bảo vệ từ khí giận lớn của chủ nhân nhà ta, ngươi sẽ tiến về phía trước với thế như trẻ tre và cuối cùng ngươi đã định trước sẽ trở thành người đứng trên dạng người. Từ đó, thánh địa đạo tử khắc thế gian cũng chỉ ngang hàng ngang vế với ngươi mà thôi. Lão quái vật nghìn năm cũng cần nhìn sắc mặt của ngươi mà làm việc. Từng đạo, từng đạo thần niệm đánh vào biển ý thức của Phương Nguyên trong lòng hắn rung động mà thần niệm này lại thúc giục tâm thần phương nguyên muốn khiến hắn đồng ý kế thừa tất cả những vô song đây chính là con mèo trắng muốn dẫn ta tới tìm đại trận tạo hóa sao phương nguyên nghe hết thảy hắn im lặng thật lâu sau đó mới lắc đầu nói thật tiếc quá ta không cần các bạn vừa nghe xong tập 36 đại kiếp chủ cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thân ái chào tạm biệt